Sáng nay, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn cùng chủ trì điểm cầu thành phố Đà Nẵng. Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp đánh giá các biện pháp phòng chống dịch, bảo đảm sản xuất, lưu thông hàng hóa của chính phủ đang thực hiện là cơ bản phù hợp và đúng hướng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cho rằng việc tổ chức thực hiện tại các địa phương cần thống nhất, linh hoạt, hiệu quả và thông suốt hơn, đồng thời nêu một số khó khăn vướng mắc trong duy trì chuỗi cung ứng, vận chuyển và lưu thông hàng hóa, sản xuất an toàn, cấp phép lao động và nhập cảnh cho các chuyên gia, tiêm vaccine, các chính sách ưu đãi về thuế phí. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh khẳng định, tuy gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh gây ra, nhưng thành phố Đà Nẵng vẫn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ phía Trung ương và chủ động triển khai nhiều biện pháp, nhất là hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tiếp cận vaccine, duy trì sản xuất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết, tới đây, thành phố sẽ tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn, dự kiến sẽ tiếp tục đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên nhiều phương diện, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm từ phía Trung ương. Chúng tôi đề nghị với Trung ương quan tâm một số cái ý thế này. Thứ nhất là tất cả các đại biểu đều là quan tâm đến cái lượng vaccine, và tôi cũng rất là thống nhất, chúng ta phải ưu tiên cái lượng vaccine đối với lực lượng tiêm cho lực lượng công nhân. Thứ hai là có cái chính sách cơ cấu nợ và giãn nợ, giảm lãi suất nợ tín dụng, kể cả là với cái khoản vay mới cũng như là vay cũ. Vấn đề thứ ba là vấn đề giảm tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng, vân vân, để hỗ trợ cho doanh nghiệp trong bối cảnh này. Thứ tư là về chính sách bảo hiểm xã hội, thì có chính sách miễn giảm lãi chậm đóng tùy theo mức độ của cái ảnh hưởng của dịch. Và thứ năm là về giá điện. Hiện nay thì chính phủ, Bộ Công Thương cũng đã có cái vấn đề về giảm giá điện. Tuy nhiên là một cái thành phần đó là cơ sở lưu trú du lịch là rất là lớn, nhưng mà không nằm trong cái đối tượng được hưởng này, thì đề nghị Trung ương quan tâm. Trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, trách nhiệm, hiệu quả và không né tránh, Phó Thủ tướng và lãnh đạo các bộ ngành địa phương đã trực tiếp giải đáp, làm rõ nhiều kiến nghị, đề xuất cụ thể của doanh nghiệp. Trong đó, một số nội dung đã được đề cập trong Nghị quyết 105 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 mới được chính phủ ban hành. Hiện các bộ ngành địa phương đang khẩn trương cụ thể hóa để tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.